Phật. Câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho máy của bác An Mỹ và xin máy của thầy Thích Thành Phú chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Mở mic lên cho bác An Mỹ. Chưa được bác An Mỹ. Chưa được đâu ạ. À, dạ, được rồi. Mời bác đọc đi ạ. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy cư sĩ Diệu Âm. Con có một câu hỏi, xin thầy khai thị và chỉ dạy. Quanh địa bàn chúng con ở, dân chưa ngộ tin sâu để tu tập. Khi gia đình có những người qua đời, hành lễ theo thế gian, chỉ thực hiện được một điều là không khóc khi người thân mất, được khoảng 90% rồi ạ. Còn lại là đã tắm rửa, thay quần áo cho người thân, hoặc có gia đình đi coi ngày giờ, nhập quan, rồi mới mời ban hộ niệm chúng con. Nếu chúng con không nhận, e rằng sẽ mất lòng tin của dân. Nếu chúng con nhận thì không đúng quy tắc pháp hộ niệm, không đúng lý, đúng pháp, cương linh sẽ mất phước phần vãng sanh, và chúng con cũng vậy, sẽ khó được vãng sanh. Chúng con là những người phàm phu, tội chướng sâu nặng, phước mỏng nghiệp dày. Con xin thầy khai thị chỉ dạy cho chúng con ạ. Con thành kính tri ân công đức lão cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con xin thỉnh một quyển sách hộ niệm để con in phát tổ đạo tràng chúng con ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đề nghị ban tổ chức làm sao gửi tài liệu hộ niệm đến vị này đi. Nhưng nhiều một chút. Và nhờ cái vị này cố gắng dành chút thời giờ phổ biến chương trình hộ niệm cho cái làng xã của mình đi. Chứ hộ niệm không phải là chỉ không khóc, không than trước người chết là giúp cho người chết được vãng sanh đâu. Hoàn toàn không có. Hộ niệm, người ra đi phải làm đúng quy luật. Ngoài cái quy luật hộ niệm ra còn phải giữ vững tâm hạnh, tin tưởng vững vàng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, tha thiết. Và giữ cho được trước những giờ phút lâm chung thì người đó mới được vãng sanh. Và hộ niệm cái mục đích chính là làm sao cho người đó thực hiện cho đầy đủ tông chỉ này mà họ đi vãng sanh. Chứ không phải hộ niệm là để tạo cảm tình. Cảm tình không thể nào nói được ở đây. Vì sao chứ vị biết không? Vì thí dụ như người ta không chấp nhận là không là kiêng cử tắm rửa thay áo thay quần coi giờ coi đồ gì đó, còn hàng trăm cái mục khác người ta không có gìn giữ, người ta không có phục tùng theo, thì rõ ràng đây là những người hoàn toàn không muốn đi vãng sanh, mà hộ niệm là giúp cho họ vãng sanh. Trong khi người ta không muốn vãng sanh, mình lại mang thân tới hộ niệm. Chư vị nghĩ như vậy là tình cảm có suôn sẻ không? Khi hộ niệm thất bại, người ta còn giữ cái tình cảm với mình như xưa nữa hay không? Hay là người ta đem những tin tức vô cùng là tiêu cực, là sai lầm nổi lên, vài ba cuộc hộ niệm sai lầm đưa đến cả một sự phí bán một vùng. Liệu rằng lúc đó chư vị dám đến ngồi trước một người nào khác nên niệm Phật hộ niệm cho họ nữa hay không? Hay là chính mình không dám ra đường tại vì người ta chống đối? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, muốn hộ niệm chư vị phải học cho thật vững cái quy luật hộ niệm, và bắt người muốn hộ niệm phải học thuộc những cái quy luật này. Và trước khi hộ niệm, chúng ta phải thông qua bán
quy định rõ ràng cho gia đình, rõ ràng cho người bệnh. Người ta chấp nhận được thì mình mới hồi niệm, không chấp nhận được thì mình đem cái tên đó về đạo tràng hồi hướng công đức. Tại vì hồi hướng công đức cho họ thì nhất định họ không có bao giờ phỉ báng được. Hồi hướng công đức cho họ thì họ nhất định không có phiền hà gì bởi mình được. Còn mình bắt người ta mà thức khuya thức đêm với mình niệm câu A Di Đà Phật mà họ không muốn niệm thì làm sao chúng ta hộ niệm cho người ta? Chính vì thế mà chư vị ơi, muốn cứu người phải có thuận duyên. Đúng duyên chúng ta mà hộ niệm, không đúng duyên chúng ta phải đành chấp nhận. Tùy mỗi người phải lo việc nhân quả của chính mình. Chứ chư vị không nói là nếu không đi hộ niệm thì mất lòng người ta, mà đi hộ niệm thì làm không được. Như vậy rõ ràng chúng ta đưa tới cái chỗ gọi là bế tắc. Mong chư vị phải hiểu rõ. Còn giới luật Phật pháp còn, quy định hộ niệm có vững thì phương pháp hộ niệm sẽ lưu tồn. Nếu quy luật hộ niệm không vững thì pháp hộ niệm một sớm một chiều là tàn lụi ngay, không còn ai tin tưởng nữa. Vậy thì mong cho ban tổ chức nói với người này, không những là nhận một cái quyển sách gì đó mà nên nhận nhiều tài liệu về, cố gắng nghiên cứu đi. Tự nhiên có những người căn lành trong làng xóm sẽ đến với mình, và chúng ta cùng nhau lập nên một nhóm cộng tu nhỏ nhỏ, 4 người, 5 người có thể lập được một ban hộ niệm. Rồi từ từ chúng ta mới thể cứu được người. Bình tĩnh một chút chứ không phải nôn nóng. Nôn nóng cứu không được, sau cùng chính mình cũng phải bỏ cuộc mà cùng với nhau đi vào trong cảnh khổ, phải không chứ vậy? A Di Đà Phật. Rồi chúng con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Kính xin các cha các má hãy trân quý đến cái cơ hội này, hãy đọc và nghe những cái tòa đàm về hộ niệm. Đây là pháp hộ niệm, đây là chánh pháp, và chúng ta cùng nhau tham gia cái pháp hội Zoom này để chúng ta học tập. Đây là một cái lớp học vô cùng là quý giá, mà từ trước đến nay ở trong lịch sử Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có cái lớp học nào mà quý giá như cái đường Zoom ngày hôm nay. Kính mong các cha các má chư vị đồng tu, vì cái huệ mạng của mình, vì cái huệ mạng của người thân mình, của người hữu duyên với mình mà tham gia học cái đường Zoom và đọc nhiều, nghe nhiều những tọa đàm về hộ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật.